Ok, hello tất cả các bạn nha. Video này chúng ta lại chiến tiếp tục với bạn series game ARK Online nha. Bữa nay gắng cố gắng mình với Bảo làm 3 tập luôn rồi. Hôm qua ăn hành đủ rồi. Mai phải trả đủ. 3 tập nói không? Bữa nay anh em mình quay sớm. 3 tập hả? Nghe hơi ghê ghê nha, nhưng mà cố anh ơi, không sao hết. 3 tập thì thấy mấy bạn bảo ngày 2 tập coi không đã. Bây giờ kia kiểu mà anh em mình cứ chơi xuyên suốt á. Rồi anh edit lại được. Dạ, mấy bạn sắp thi xong học kỳ 2 hết rồi. Em hình như vậy anh. Tại em cũng có đứa em sắp thi xong học kỳ 2 hết rồi nè. Cái mà sắp nghỉ, nghỉ hè đúng dài không? Dài đúng rồi. Ok, sắp nghỉ hè tăng cường các bạn. Cho mấy ông tăng coi phê phê luôn. Dạ, hôm nay chắc em anh bắt anh chi ghe đi rồi tìm hạt giống. Chơi đúng bài bản luôn. Rồi, giờ anh lấy lo tam theo á. Ok nè, để em đi gảo vòng vòng tìm chi ke. Rồi chưa anh? Nhưng mà khu mình cũng ít chi ke anh ơi. Ráng mình lên được cái alpha rồi mình bắt chi ke alpha là ngon. Ok luôn. Vậy là đầu video do là sẽ tập trung bắt cái con chi ke trước các bạn. Có con chi ke là giải quyết được tất cả. Rồi em rồi. Em đang chạy về nhà nè. Đi đậm xác. Mấy thanh niên khí độc giờ còn đây không ta? Thì hết rồi, phía sau mình giờ phía sau nhà mình giải tán hết rồi. Ui, ở đây có cái ngựa đem mua nick nữa. 408. Hiện tại giờ là ngày 36 trong game mấy bạn. Đêm rồi, kiếm con chi ke. Ok. Ôi, trên đây có cái con Opera Red nè bòi. Trời ơi, 61 kiếp bồ. Anh chạy ngược ra phía sau hồi nãy hả? Không, anh chạy sao lên phía trước nhà mình đó, phía trước nhà mình đó. Trước nhà mình hả? Ok. Alpha Sabertooth. Có mấy cái con Bachi bắt không ta? Nó cũng giống giống với lại cái con Chike á. Đúng, đúng, đúng anh ơi, bắt. Nếu mà được cắt thì bắt luôn. Ôi, đấy, cái em nghĩ anh thấy đó. Mấy con quỷ này ăn trái cây 170 mấy trái á. Trái tím hả? Ờ, cấp độ thấp thôi. Cấp độ không, cao là 700 mấy trái. Em nghĩ mình bắt cấp thấp cũng không được, cấp thấp cũng được. Tại con này chủ yếu mình để farm hàng giấu mà chứ đâu cần cái gì đâu. Ui, nguyên một cái con Oririn Gate luôn bảo. Level, max level luôn, 720. Vãi cả trường. Đó, 560 triệu máu. Tiếp tục, để em dụ cái con phòng đi. Thấy em. Xa quá trời luôn mà không thấy được gì nè. Thôi em chạy ra vào cái bờ biển mà hôm qua em anh tìm á, không có ghe luôn. À, anh em không biết là trong cái server này còn cái con khởi đầu cho mình lúc đầu không nha. Anh nhớ con gì không? Mình đã bỏ quên nó, tôi đừng lọc. Cái nãy mới lên thấy bình luận của các bạn luôn mà cái con từng lọc rất là khó bắt nha. Tại cái gì hiện rồi. Tại giờ cái turbo nó cao á. Em anh đã yếu nữa đúng không? Đúng rồi. Sao bắt được con từng lọc? Với lại con từng lọc đó là phải vô tới đường đỏ. Núi băng. À đường đỏ. Đường đỏ với núi băng, hên xui. Em anh làm chiến không? Đặt chiến này đi à, em chặn nữa. Đi núi băng hả? Đúng rồi, em anh đi chiến xa để trở về. Em để em tìm chi ke vòng vòng nhà mình á, cho dễ. À. Xác con cù mà bị tấn công video doctor. Mà anh biết phải làm thêm gì không? Phải làm thêm túi phân nữa.
cực. Trời ơi. Té luôn mà. Ấy hết luôn mình rồi. Thế bây giờ khu mình phải quá dữ khu mình ra. Ừ. Ôi trên nhà mình có Rito chứ bao? Có hả? Có. Cái núi ở trên nhà mình là có Rito nữa nhưng mà anh đang bị cái con cano. Rồi trời ơi. Chết luôn. Sao? Sao tự nhiên anh em mình tù với ta? Sao vậy? Nè, mình có cái con bờ te nè. Hai thằng đi kiếm cái con chi ke vậy? Ổn không? À, gấu rượt. Đúng không? Quá ổn luôn. Anh gấp nó được không ta? Không, với lại kiểu mà cái con chi ke mà mình không đem nó về được đúng không? Mình có thể là đúng chế rồi. Được cái quả cầu. Quả cầu thú á. Em đi rớt đúng không? Tự nhiên cái mà mình bị tù bây giờ bị yếu vậy. Sao tự nhiên bị bí vậy ta? Trời. Nhưng mà mình không có oi anh. Mình không có oi. Ô li mơ. Anh đánh cho nít. Sao? Có oi không anh? Kiểm tra cho mấy cái bàn nữa. Tất cả đồ là mình gom ở trong cái bàn Rainbow đúng không? Đúng. Có 8 oi nữa. Đói luôn không đủ anh rồi. Cái đó nó cần nhiều. 10 oi hay sao anh? Có 4 oi à. 4 oi hả? Ừ. Mình phải bay qua trụ thú để chế nha. Đúng rồi, trụ triệu hồi boss. À, trụ triệu hồi boss. Fever. Sáng ra liền các bạn. Bị con Abed Cano cắn cái sáng ra liền. Giống nhầm chưa? Anh dám nhầm chưa? Khỏi, đi quanh kia lụm xác cái chính xác đó. Get go. Nãy chết bên đây nè. Cây thật sự. Omega. À, trên đây nè. Ủa anh đi đâu lên tới trên này dữ vậy? À, đi vòng vòng kiếm mấy chi ke nè. Được có con đuôi pallet kìa. Nó có Rito đây nè bác. Ok. Ê em cưỡi cái con bà te đây bơi. Anh sợ cano lên tới đây á. Vậy anh đập đi, anh đập anh lấy túi đồ đi. Con cano nó được con Arendamix chứ. Ồ, quá phê. Ôi, Rito bên đây một đống. Có Rito với lại Obsidian nữa mày, ngon. Đặt Obsidian về luôn nha. Hỏi đi kiếm đâu xa các bạn? Nhà mình cũng có. Nhà mình cũng có. Mình những cái núi nhà mình không có metal. Em thấy cái map này khó có metal quá. Ờ. Đi qua chỗ thính đó rồi. Ok. Phạm quá phạm luôn mày, phạm đập cái bụng đập bể cái đã thiệt chứ. Ờ thôi gấp anh về đi em bay hả, hơi cặc rồi nghe. Rồi bay về nhà em cái đi bay đâu? Bỏ đồ vô cái rồi xong rồi mình đi tiếp. Nhà mình đâu vậy? Mình chấm tròn nó đúng rồi, bay thẳng tới giờ em anh làm chiến qua rừng đỏ thử không?
kiếm con tuần lộc á hả? Kiếm con tuần lộc thử. Được luôn. Mình đi khảo sát địa hình. Ok luôn. Sợ bay vô vùng đó gặp mấy con Dukadodo. Với mấy con thì là con lèo nữa. Ờ, sợ Dukadodo nổ cái cành với hai thằng rồi nghèo nữa. Nghèo nữa. Vậy sao ạ? Thay đi bắt chi kè trước đi em ơi cho chắc. Yeah, ok. Ôi ôi các bạn xem cái cửa. Mấy con select hôm qua đâu có tiêu hết đâu. Em dụ cho nó cút hết rồi. À nè đây con nè. Con qua đó. Con đó đụng cái không chạy kịp anh ơi, nó dậm xa lắm. Ờ. Chi ke khu này gì đâu mà không có luôn nha. Ôi, có Silet gì trong kia nữa vậy? Silet Henry. Henry. Ờ, à, nó dứt à. Mấy cái trụ boss đó đâu? Kìa bên trái kìa. Trụ băng á hả? Rồi bên phải. Trụ băng hay là mình qua trụ bên kia? Sao bên kia cũng có trụ đúng rồi. Ok, nhưng mà bây giờ quan trọng là làm thế nào để mà mình có được cái polymer nè. Polymer. Ôi ôi, con gì bắn? Phải rồi. Con bước phòng, con bước phòng. Con bước phòng nó đem được. Thì rớt cái phòng anh. Ờ. Ui bắn lên trời ơi. Nhìn ghê vãi. Anh Phương, dạ anh muốn chỉ nhà không? Em anh ra giữa đảo ở kìa. Hỏi nào đụng á, ổ. Nhưng mà thú đi trên bờ thì hơi khó thôi. Thôi anh thấy cái đợi đi ở kia đi cho nó tê. Ở kia hả? Ờ sao đó. Thì kiểu mà anh em mình mạnh mạnh lên tí nữa mình chế cái trụ test đó để bảo vệ được rồi. Sao khó lắm nha, từ giờ tới trụ test lâu lắm á. Chứ bây giờ kiểu mà farm x1 mình mà chuyển nhà nữa thêm 6 tập nữa. Hiểu không? Nó cực lắm. Có đổ xăng không anh? Chứ không giật hết xăng giữa đường mệt à. Ừ, cứ cái tiếng nhạc nha. Chơi server này mà mỗi lần mà chuyển nhà là cực lắm các bạn. Tại farm nó cực á. Tạm thời cứ ở đó đi bơi, không sao đâu. Mình nghĩ okay. Chắc không sao đâu. Hả, cái map này đúng là metal nó sao á, khu đá gì mà không có metal. Chạy hẳn tới ngoài trước luôn nè, đi bộ nè. Polymer anh biết chỗ kiếm được nè báo. Mà quan trọng anh em mình dám gan không? Ở đâu? Qua giết, bên cái chỗ anh. Qua bên cái chỗ sa mạc á, giết mấy con bò ngựa. À, con bò ngựa. Nhưng mà quan trọng mình phải đủ mạnh để giết nó. Anh có cái cây nỏ 700 mấy nè là bắn được 1000 mấy rồi. Còn không là em thả xuống cho anh bắn rồi em có gì gặp trục trặc em gấp anh lên. Đúng. Ủa, không? Thì em gấp anh rồi anh đứng anh bắn. Em gấp anh cho anh bắn. Rồi hợp lý. Quá chi. Vậy giờ qua bên sa mạc luôn nha. Không, em nghĩ là cái vấn đề mình không phải là thiếu polymer mà cái vấn đề mình là đang thiếu oil, tại polymer mình có thể chế được. Em nghĩ vậy. Đúng không? Oil thì... Oil mới căng. Ở trong map này oil kiếm đâu trời, hình như là dưới sông á, dưới biển á. Mà giờ anh vẫn đủ chế một cái cục thu thú mà đúng không? Đâu đủ đâu, đâu có polymer. Đâu có polymer hả? Thôi vậy giết con bộ ngựa đi em. Đúng rồi, mình bắt buộc là phải bay qua tới bên sa mạc đây nè. Sao cảm giác nó chậm chậm sao? Cảm giác thời mẹ giác gì nó chậm hay chậm chỉ cảm giác chậm như đời vậy. Tới cá mập riêng bồ. Hay là mình bắt thêm một con bờ te nữa đâu. Hàng cỡ con cho đã. Cưới con nghe đã thôi ghê lắm anh ơi, kiểu giống như hai thằng quay chung á, nếu mà có chết thì vẫn còn dự phòng.
Ôi có con 648 đấy Bảo. Con gì vậy? Con bà te. Bà te hả? Dám không? Nhưng mà anh thấy con gì kế bên đâu, sợ quần quần cái nó lại á. Nè ở ngoài đây cũng có con điện nữa, thấy ghê quá. À mấy cái con vẹt á hả? Đúng rồi, mấy con vẹt. Mấy con vẹt mới update. Anh nghĩ nó không tấn công anh em mình đâu. Có chi ke nè. Alpha. Ui, 43 kiếp vào alpha các bạn. Phải cần rồi. Đây, à đây có con chica nè, 600. Ôi, cũng alpha luôn. Alpha luôn. Anh thấy mắt sáng là alpha. Rồi rồi, em biết. Em biết ôi tiệm đâu rồi. Hên xui mới có thôi. Anh nhớ mấy cái xác mà nó nằm trên bờ không? Mấy con xác cá nằm trên bờ á. À, nhưng mà đó trong map đánh rock mà map này có không? Em cũng không biết nữa. Trong map này không có. Ở dưới này nè, nghĩa là dưới này có ôi nè. Lặn xuống đáy biển dưới này nè Bảo. Rồi anh thả xuống. Ok. Đứng đứng đây chạy nha. Cẩn thận nha, đừng bơi xa quá nha, bơi xa quá bơ mồm á. Nói em thấy cá không anh ơi. Không có rồi. Không có, không có, không có. Đi vô. Đi vô. Ủa sao tì em rớt đây nè. Cái map quỷ này mà để kiếm được mấy cái con bo ngựa cũng căng á. Này Bảo, em cởi đi Bảo. Em cởi đi, em cởi đi, em cởi đi. Rồi để em chỉnh ra màn cái. Khoan khoan, thả thả. Ê, đừng thả, bay cao lên Bảo. Ui ui ui, ui ui. Đây, em chỉnh ra màn cái nha. Ghê quá giờ. Cái này đem đi câu cá mập được anh. Rồi, rồi rồi thả anh xuống đây để anh chạy vòng vòng thôi. Kìa có con bọn ngựa phía trước kìa. Rồi đây em đổ xăng, đổ xăng. Đây nha các bạn, có con bọn ngựa phía trước. Có con test luôn, có ôi nè bơi. Có con test, có ôi. Nhưng mà có con alpha này. Con alpha nó không cắn rồi, không cắn. Yeah, có polymer em ơi. Ui, ngon các bạn. Người tốt, gặp thằng mai. Ui, mới xuống gặp hai cái xác của cái con bò ngựa luôn, ngon. Rồi, có thêm ôi luôn em ơi, ba ôi. Anh chạy bộ ha. Rồi, anh chạy bộ, sao đâu. Ủa, chạy ghê vậy? Chưa tăng tốc á, cái tốc còn dữ nữa. Lần đi lần khó kiếm thêm vài con bọ ngựa nữa bơi. Ok rồi, thoải mái. Chạy đầu lẹ chứ à. Đứng lại là chết. Có, ha, bọ ngựa cấp 10 ca máu rồi. Bọ ngựa thường hay bọ ngựa alpha. Alpha mình không làm gì được đâu. Có bộ ngựa, 880 máu. Hai con luôn. Đây, được, anh tới. Dù nó bao. Rồi, ok. Có bộ cạp sư lưng anh kìa. Coi dựng cắn. Dạ. À, em vũ nó đi. Nên chắc chắn. Ôi dồi. Trong này vô hàm phố. Rồi, nó đi hai con đi theo em luôn. Hai con đi theo em phải không? Đúng rồi. Nó quay lại anh nha. Em coi chừng sấy rồi hết xăng luôn. Tới công chuyện á. Hết xăng, đổ xăng. Con này tới 600 mấy chứ giờ không phải rồi. Nó có cả dòng 72. Ừ,
tới nha, bột cam tới không, nha. Không, không. Đơn giản các bạn, nói chung đơn giản. Không ơi, hắn về. Đấy. Mấy con bọ 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 ăn ăn shit này hình như tem dẫn đường nè. Có cần tem không? Tem nó về nó, em nhớ tác dụng nó là làm cái gì ta? Nó làm phân. Làm phân đúng không? Làm phân nhưng mà tem thấy hơi bị cực đó. Thôi gì về làm tôi lấy cho lẹ nè. Tại vì nó ăn tới 115 miếng thịt. Ờ, đang thịt thối được ơi, tem được nhưng mà thôi, mình chưa đem về được. Lắm nha. Đúng rồi. Mình không đem về được. Ở đây nè, từ xa phía xa anh thấy có bộ ngựa nè, bỏ ngựa Palette. Ờ, Palette thì bỏ đi anh. Palette nhưng mà nó có mấy ngàn máu à, 9.7 à. Nào nào nào. Đây nè. Hướng nào vậy anh? Ở độ 85-59. 85-59. Cái bay ngược về. Anh khát nước lắm rồi bà ơi. Khát nước mà anh quẹo trái là có nguyên bờ biển dài cho anh luôn á. Wow, chặt bằng cái búa là được polymer nhiều hơn các bạn. Rồi thấy mọi người ơi. Bây giờ đâu em gấp anh ra cái chỗ uống nước cái đi rồi xong rồi. Anh có gần giống mọi người không? Nghe không mọi người. Ngay ngay nè, lùi lại phía sau, sau lưng. Sau lưng. Đây ngược lại. Đây. Trời hãy hãy hãy. Lại. Ơi. Bay cao lên đi. Rồi. Chỗ nước đâu ta? Ủa bay, nó bay cao và xa dữ. Sao em gấp anh không được rồi nè, đi theo một đường thẳng đâu. Rồi ok. Uống nước cái đi, quay lại đứng trên cao anh bắn nó được bao. Ok nè. Giết nó cũng là cao. Ra ngoài em nghĩ được thằng thế. Ok. Ui, có gì á, heo rừng á. Giết nó là sẽ được cái lọ kinh nghiệm với lại lọ tem. Con đét dưới kìa. Giết ông này uống nước cái hả? Giết luôn coi, uống nước cái đi, uống nước cái này sập xỉu. Bài né né con heo đem một đít cho nha, không thôi vỡ mồm á. Đổ xăng cái này, hết đổ xăng. Xăng lên giá mà đổ hoài. Chơi từ từ về thấy hay các bạn. Đi farm chắc chiêu từng đồng từng cắt gì thấy hay quá chưa. Trời mấy cực mà mình khá lên là được. Mà thả xuống này nào. Thả cao chứ. Ôi coi như nó chạy qua có con đẹp lắm nhỉ. À, có con tôi xích chạy lại. Né con tôi xích. Chạy nhanh lắm đó nha anh. Thôi bỏ đi bôi, bỏ đi bôi. Tôi gắp anh em nha. Đi. Rồi rớt rồi đúng không? Ờ, nó lắc ra ngoài bờ biển rồi. Nó chạy ra theo anh luôn kìa. Ủa em bay đi đâu à? Em bay em đang tìm thôi anh chạy vô luôn cái chỗ con bò ngựa ơi. Đây. Thấy chưa, thấy anh chưa? Em thấy bò ngựa rồi nè. Rồi anh sau lưng nè. Anh này sau lưng rồi, thấy thấy. Đây, gấp lên. Bảo gấp thì không lấy cái gì. Rồi đi. Trời ơi, da dính một phần. Khó, em thấy khó rồi đó. Em đừng bay nữa đó, mà anh bắn dính rồi. Thấy game này khó. Ê, đối gì vậy? Mấy kiến. Thôi, bỏ đi coi. Thực ra là chạy bắn cái con Phalanx nó được các bạn. Mà nó bay nhanh lắm anh.
giác game này nó hơi khó. Cũng được đó nhưng mà con cái về hết xăng. Tấp 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 đổ xăng. Thử sức với bằng mai không? Ơi nó tìm tới anh em mình luôn kìa, phải nồi. Nhưng mà nó hồi máu nhanh quá. Anh né chú bộ ngựa này được. Ây da, thôi. À! Rồi. Thôi, game này khó thôi. Chọn cái anh kiểu mà dụ nó vô cái vách núi nào thì được. Ở đây là kiểu kiểu sa mạc này thua. Sa mạc không à, không có vách núi nha. Ủa có phủ đồng gì? Cao cao lên nhờ, à, sợ trong này có Nuka Dodo quá. Chết cha. Nó săn hay chưa? Ui, có xăng. Ê, từ từ, anh đừng chạy. Đổ xăng ngay đó được không ta? Nó có bay lên không vậy? Hên xui. Khát nước nữa rồi boy. Ủa sao cái nước ngoài ra em không thấy anh chạy bộ mà chỗ này nguy hiểm vậy? Không em nghĩ là không. Thả sát sát xuống nha, sát xuống chết đi. Tiếng nhạc có không? Không, cứ lật đi anh. Chế có không? Chế được đúng không? Chế được. Cho crystal ở trong người con này nè. Còn nữa rồi. Còn thiếu trong người con này. Có ôi không? Có ôi hả? Không luôn anh ơi. Rồi chết được 20. Đi mà. Đỡ tài anh không? Đỡ tài mà. Ok luôn. Thôi có con chi ca 200 mấy đâu rồi. Đâu anh tới nè. Em nè dưới chỉ chân chỉ chân nè có chi kè cách 96 này nè. Đó, cả 7 thua làm đây mà đang mua chi kè này các bạn. Tại giờ là đang cần con này bắn luôn khỏi cần bù la ha. Bắn luôn con này bù la gì. Ủa thiếu dữ vậy. Ôi phải em cưỡi con bờ tay đây, em cưỡi con bờ tay đây. Đánh cho. Ôi đụng tới hạt bạn đó, hạt kia được. Yên tâm, cái đạn của anh ghê lắm. Cái đạn anh bắn tu bò lên cao mấy luôn thôi. Ngủ rồi, thọ con bên đây sao anh? Dụ đi luôn anh. Giết luôn. Ủa sao con này quánh bắn. Ủa sao bắn yếu dữ vậy. Không, bắn ngay cái mặt. Để em dùng hả? Đó, tốn tiền. Tiểu bắt nó luôn hả gì? Thôi giết nó luôn nè. Bắn nó luôn hả? Tốn lắm á. Wow, cái nổ của mình cứ mà thành thánh đó bạn. Bắn từ bò lên, má ơi luôn. Sao anh không bắt luôn không? Bắt con bên đây đi. Còn đó nhiều à? Còn đó cấp 408, ăn 500 quả tím. Thôi khỏi đi em. Anh cho nó ăn cái lọ tem 100. 200 100. Đúng. Mang lọ 100. Rồi, cuộc sống khá đơn giản các bạn. Bắt được con sao... này là khỏe. Sao em cảm giác bên đây yên bình quá. Ở đây đúng yên bình luôn á. Ui là trời, con quỷ con ra liền có được rồi đại bảo. Rồi OV mà OV. Ờ lộn OV Raptor. Nó ăn trứng thấy 783 trứng. Ăn mãi đâu ăn. Ăn khắp nhà.
Hạ sát con này luôn đi boy. Rồi, ba hai đạp phiền. Anh chọc bằng cái chọc, mà cái chọc này như là tới 400 mấy phần. Rồi, ngon nhé bạn. Ngon hình ơi, hết đời rồi. Bắt được con chica này nữa là bao ngon. Nhà mình giờ có thiếu gì không ta? Farm để giặt luôn. Đâu thiếu gỗ, đâu thiếu gỗ, gỗ nhiều lắm rồi. Đúng rồi, đứng đây tranh thủ farm rồi coi. Farm gỗ hả? Ờ, farm gỗ với tháp. Em farm tháp chưa? Nhà mình gỗ mấy nhiều. Khu này dễ farm gỗ quá, gỗ tháp được. Thôi mà farm dữ quá, lát con bà te nó không mày. Con ghê chở không nổi luôn. Ê gì vậy? Anh ơi, con này nó dí em rồi. Ở vụ nó đi sao đi boy, quỷ nó tới 5.000 mấy luôn. Chạy. Chí bảo gì đợi tới. Chạy. Đâu. Chỗ cái con đại bàng Abed kìa. Thấy chưa? Rồi, nó bị chó điên rồi nè. Ui. Cẩn thận nha. Còn tí nữa các bạn. Hy vọng là mọi việc suôn sẻ. Để con Raptor chạy lại là vỡ mồm. Nó đang cắn con Agatha, nó bị chó điên rồi. Giờ ổng rồi, bơi xong rồi. Xong chưa? Ở yeah. Nó bỏ rồi. Có lấy được con Chica các bạn, ngon. Anh hôn nó vô cậu em, anh bay luôn. Rồi ok, xong rồi. Đi. Thôi. Dọn. Rồi còn một quả cầu. Đâu, cái con tết đâu? Rồi. Bên bay tới, vừa trái. Ở đây có mấy con tù ship nữa. Phải nào bắn hình như là bắn hụt thì phải. Coi dừng con xích trắng anh nha, nó rửa anh kìa. Sao? Cho dùng gừng này lắc quá rồi. Chạy ra bờ biển nè. Ok. Đi bơi, về bơi. Về luôn hả? Về luôn. Ui, tôi tô xích zombie đồ mà level 720 luôn rồi, vãi nồi. Đi. Có con alpha đồ 4 kimbo. Giết mấy con này lấy keratin luôn ta. Em nghĩ không được. Giết không anh? Thôi bỏ đi. Bỏ đi. Đồ tới. Rồi lọt nữa, lọt về chỗ nãy rồi. Quái trời. Có bắt cái kia kè anh rồi. Ô có là lâu đầy kìa. Nhiều bạn kêu anh em mình dọn lên tòa lâu đài này ở cũng được không? Khó sống này, anh em thấy có người đúng không? Hả? Có người không? Không phải hết. Nhưng mà thôi đi, ở trong này cứ mà gừng rộng rồi, nó có hù à. Có metal ra. Thôi dạ. Kệ luôn này, ớn. Tại giờ anh em mình có chi tiền các kiểu đâu phải không? Đúng rồi. Để giờ nghiên cứu cái mod DNA thôi. Mod DNA hả? À bây giờ qua bên đó ghé ngang đổ xăng em 3 giờ đi, em gấp anh đi, để anh nghiên cứu mod DNA thôi.
đâu mình tạo ra được quái thú thần kỳ gì. Ngon. Nó sẽ giúp mình nếu mà giết mấy con nhỏ nhỏ farm da được dễ. Ý, có con bờ tem mát lét. Ấy em hai. Pula, 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 pula ơi. Có, không có, không có, không có, không có, anh chế. Có, anh có nè. Ngon, ngon, ngon nha bạn. Bắn thêm cái nữa. Rồi. Hay luôn. Mát level luôn các bạn ơi. Tôi chi kè luôn kìa. Chi kè 624 pallet. Giết nó cũng hơi căng à, anh muốn giết nó không? Thôi nó tới trăm mấy ca máu rồi, sao giết nó? Trăm mấy ca máu, thôi bỏ đi. Uầy, 720 luôn trời, 720 là lên được thêm nhiều level nữa không? Coi như cũng cái giờ này còn giờ khác. Rồi lên 300 mấy chục cấp các bạn. 300, tính ra con này sau khi tem là 1000 mấy cấp luôn á. Khủng khiếp thật sự. Rồi, ông cố đi lại nữa. Anh ở đây nha, à, em chạy xuống biển cho coi. Ok. Uầy, ngon các bạn. Ui, nhưng mà hết lo tem rồi, báo ơi. Gì ăn? Giờ chết, sao anh hết chết lo rồi, tem? Mới hết lo tem hết rồi. Không, từ từ để em có cách. Sao? Có cách chưa cách. Em mới... Hình như có mấy ông kia chỉ sử dụng cái lọ hiu là vẫn làm được. Lọ hiu máu là vẫn tem được hả? Đúng rồi. Hay vậy. Mấy con zombie này. Chị... Ây da. Chó zombie này. Bi không mà level 720. Sắp hết. Năm chục phần trăm rồi bố ơi. 50% hả? Nè nè rồi. Có tình trạng gì xảy ra không? Không. Nó không được phút hả ta? Không. Không luôn. Cứt. Không có tình trạng gì xảy ra hết. Kỳ vậy ta. Căng quá ta, thiếu rồi em ơi. Không mấy anh dọn về nhà đi, em ở đây em canh nó cho. Được không hay là sao? Dọn về nhà là sao? Lấy bờ tay bây giờ hả? Đúng rồi. Được. Xa lắm á, nghĩ quãng đường cũng căng quá. Xấy về, xấy về, nên xấy về. Bây giờ đổ xăng nha, đổ xăng. Ôi, con bờ te cấp độ 700 mấy các bạn. Gớm các bạn. Cuối cùng đã về tới nhà. Rồi, tới nhà mà. Em tới nhà trước anh luôn, em đi bằng đường hàng không. Hay đi lẹ không? Trời ơi. Nó về nhà chế yên bà tay em đi. Ô chế yên gì nữa. Chi kè. Ờ chi kè đi. Không có quần, không có chỗ hồi sinh nào kế bên đó anh ơi. Đây, mang lọ tem đi qua kia, đem cái con bờ tay kia về các bạn. Thì để em farm con chi ghê cho anh. Để chi ghê đâu vậy? Phía ngoài đó. Phía ngoài đó. Ôi, một quãng
đường đi hơi bị xa nhé bạn. Trời ơi, 4.000 mấy mét. Từ khoan, anh đánh dấu lại đúng không? Ờ, vẫn còn, vẫn còn. Chưa mất. Cái gì hả? Đậu xanh cao quá. Lần nào vậy dân á? Má, cái game thiệt chán thật sự luôn. Ây da. Trời ơi. Má, vừa bị con Silet T-Rex mà vừa bị con Rimal rồi đó. Chắc à, em thấy chân má, sao giờ báo? Vừa có con sao này chết con kia, giờ sao giờ? Sao giờ ta? Giờ chạy bộ qua anh bơi vượt sông vượt biển qua đi. Thằng ơi, giờ cách nhau 4.700 mét các bạn. Ôi là trời. Nghe đang bay ngon lành luôn. Đang gì ta? Đang ngắm mây. Nên cái gì cái ở trong. Bố cái mặt dài. Trời ơi trời. Khổ dữ ta. Gần nhà lắm rồi bao. Nó hả? Ờ, tới bên rồi đó. Căng vậy anh. Nhưng mà không ra hạt giống mà căng hơn nữa. Con đó farm ra hạt giống à. Nhưng mà dạ farm thấy không có hạt giống này luôn. Ôi, xác chết ngoài này nhóc chân luôn ơi. Xác anh đúng không? Không, xác của mấy khủng long kìa, tha hồ farm da luôn à. Mà sao tự nhiên lắc chứ ta. Trời, sao tự nhiên giảm FPS ghê vậy, lắc quá các bạn ơi. Ờ, anh thấy cái xác chết của anh rồi. Xác mình chết phía trước rồi. Ờ, thấy xác anh phía trước. Ôi, cái con T-Rex này nó báo thật sự. Rai màu Raptor đây rồi. Anh giả không nha, anh ở dưới kênh anh. Cách vị trí 3.000 mấy mét đó chắc mình chạy bộ qua luôn các bạn. Giật quá giật. Ổn không? Ổn không? Em sợ qua đến đó không còn cái gì là buồn luôn á. Rồi, mình sẽ thực hiện thử thách đấy các bạn. 6 ngày sau đêm về bộ. 6 ngày sau đêm chạy tới vị trí con bà tè đó. Get go, get go. Rồi, tập này có cái này đi rồi. Lầy thì get go. Má cái con mất dạy. Uầy. Đâu mà gặp cái con đó. Quỷ cái con đó nó trời. Không em sao, em game này không sao. Game này anh ổn, anh ổn. Vận động viên marathon nha các bạn. Chó đó nó chạy kìa trời.
chập hết. Vậy là anh hiểu được cảm giác của em mấy năm trước cay thế nào. Có cái gian kìa, mới chạy lần nữa đổ dứt à, rồi xong út luôn. Không sao cả, mấy quỷ này game này anh lo được. Rồi, mời được túi đồ cho mày. Sao FPS gì đâu tụi kiểu gì. Về nhà làm thêm cái toilet nữa nha. Ờ, thiếu metal, không có làm toilet nữa. Thiếu gì? À, thiếu metal. Ok. Cái gì mà giật với đời tới vậy?